Trần Bảo Minh đã cống hiến nỗ lực không ngừng. Tôi mong muốn mọi người sức khỏe, bình an và hơn nữa đó là sự hợp tác 5 năm, 10 năm và hơn thế nữa để phát triển nền kinh tế của mỗi hộ cá thể cũng như nền kinh tế nước nhà. Tôi xin cảm ơn. Để mà có được em ngày hôm nay thì em phải cảm ơn anh Chitika rất là nhiều đã kiến tạo được cho em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay nhân sự cái bàn khen trên tay này thì Hà vô cùng cảm ơn và chắc chắn trong tương lai là sẽ cố gắng hết sức mình hơn nữa để đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong công ty. Tôi xin cảm ơn mọi người.